nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị vừa chính thức chấp thuận dự luật brexit rời khỏi liên minh châu âu mang tính bước ngoặt tạo điều kiện để anh rời khỏi khối vào cuối tháng này trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Brexit Stephen Barclay thông báo, Nữ hoàng hiện đã ban chấp thuận hoàng gia cho dự luật Brexit. Dự luật này đã chính thức trở thành đạo luật Brexit. Điều này cho phép Anh rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 1. Dự kiến vào ngày hôm nay 24 tháng 1, các quan chức hàng đầu của EU sẽ ký văn bản chính thức về Brexit và Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ ký văn bản này ít ngày sau đó. Hôm 22 tháng 1 vừa qua, dự luật Brexit đã được Quốc hội Anh thông qua lần cuối. Thủ tướng Johnson khẳng định việc phê chuẩn này đã giúp anh bỏ lại phía sau 3 năm chia rẽ và bế tắc và tập trung vào xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.